chưa chị hai? Thì chuyện ông hai nhà chị đó. Trời ơi, sao mà chị vô tư quá vậy chị hai? Ai cũng biết mà có mình chị là không biết. Ông hai nhà chị, ông đang lén phén với con Thúy, con bà Tư đó chị. Xóm này chuyện gì mà em không biết vậy? Chị coi chừng nha, có ngày mất chồng như chơi đó chị. Em đi rình mà sao không thấy được chị? Nghề của em mà chị. Thôi thôi em về nha chị hai. Đứng đây hồi anh hai thấy ảnh nói em nhiều chuyện. Mà em đâu có nhiều chuyện đâu chị hai. Thôi em về nha chị hai. Minh ơi, Minh, anh về rồi nè. Ủa, sao mình ngồi đây? Cơm nước xong cho mình, anh nói quá trời rồi. Còn thế nhất đồng trời đất, mà chuyện gì vậy em? Anh đi làm chứ có đi đâu á mà sao em cứ như vậy hoài? Cứ vài ba ngày á là em lại như vậy. Sáng hôm ra anh lái xe máy cày cho cô Tư có miếng đất sau nhà. Cổ nhờ anh và anh đây đã hứa, có gì đâu mà em cứ bực tức. Anh đi làm chứ đâu phải đi chơi, về tới nhà là em cứ càm ràm. Anh đi cài về mệt, em không lo cơm nước cho anh mà cứ nghĩ chuyện gì đâu không à. Ui da, sao nhéo anh đau quá vậy em? Ui da, đau mà em. Trời ơi, cũng là con mẹ tám, về tới đầu ngõ thấy bà đi ra là tôi nghi lắm mà. Thôi được rồi, để anh chạy lôi bà qua đây, bá mặt một lời cho em hiểu. Mây đâu mà mê, suốt ngày em cứ suy diễn lung tung.
chồng của em không phải là người như vậy. Anh chỉ lo làm dung đắp cho cả nhà ta. Trời ơi, con nhỏ nào. Em ơi là em, con người ta là lá ngọc cành vàng, có kẻ đưa người đó. Còn anh là thằng đàn ông có vợ, đi làm mướn, ai mà để ý tới anh đâu em. Em ơi, lòng của anh có đất trời, chân dám một dạ thế chung không ăn ở hai lòng. Không phải vậy đâu em, vì là cô Tư anh có hẹn từ trước đó, nên anh tranh thủ làm cho kịp đó em. Không phải vì con của bà vị Tư mà anh qua cài cho em giỏi hơn anh. Em ơi là em, anh đi làm kiếm tiền chứ anh đâu có đi chơi á, mà em cứ nghi ngờ anh hoài à. Mình à, bữa anh có nói với mình, chú Sáu ổng nói để kỳ sau ổng lo xong đám ruộng thì hãy qua cài. Chớ anh đâu vì nói lao, mình chớ hận chớ giận tội anh. Em ơi, vợ chồng mình đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà em không hiểu được cái tánh ý của anh sao em? Đã bao năm qua em lo cho anh từng chén cơm manh áo, thì làm sao anh ở phố cho người già thơ hết mực đi chú Toàn. Nhà cửa trước sau một tay em lo liệu, để cho gia đình được trong nghĩa ấm đi ngoài em. Nhưng đối với anh vợ con là tất cả, không có gì đối trác cũng không mua được bằng tiền.
vui khi em hiểu được lòng anh. Đối với anh vợ con là số một. Anh biết rồi mà, cục cưng của anh. Nịnh vợ mình chứ đâu nịnh vợ ai đâu nè.